Chúng ta sẽ đến với trận tiếp theo, trận chung kết thứ hai rồi bạn, trong siêu thứ ba. Vâng, No 1 bảo là đánh kèo này mà sẽ không ăn hit được Hồng Anh nhanh là thua. Thế mặc định thua thì làm quái các chuyện mà sẽ ăn hit từ Hồng Anh nhanh. Quái lắm. Bên kia có phải là... Vâng, qua đấy quýt đợt này, qua đấy game thủ quýt đợt này anh luyện rất là nhiều cung R, luyện với Hồng Anh, luyện VV, luyện với nhiều game thủ khác. Nên là thời gian đây quýt nói chung là trong khả năng đánh cung R team và khả năng solo cũng lên khá là nhiều. Không phải đơn giản đâu ông. Ông coi như là quýt là Hải Mario chắc. Bài chỉ có một cánh rừng dành cho không, cánh rừng nữa này. Một cánh rừng nữa dành cho game thủ chim sẻ. Rừng là hơi xấu nhưng mà đồ ăn thì ăn được. Ba voi rồi, ba voi một đàn hiêu có thể lùa về đến nhà. Một tay lùa hiêu. Vâng, một tay câu hiêu, một tay lùa voi. Rất khéo léo. Game thủ chim sẻ với một đôi tay dài nhưng con voi quay đầu. Con chim sẻ là một trong những game thủ, hình như là tôi cảm thấy rằng cái ông nào mà đánh chế hay thì mặc định là tay dài thì phải. Cái ngón tay ấy, nó rất là dài. Cả sẻ và Hồng Anh, ngón tay của sẻ thì mập hơn và có nhiều đường gân. Cho đó tay của Hồng Anh chỉ được cái dài thôi. Anh nói đúng hơn gì? Hồng Anh thì gầy mà. Cẩn thận voi chết. Hình như là chỉ còn một phát phi nữa còn voi nằm xuống. Đúng là như vậy. Rất may tơm vừa rồi. Cái giáo của sẻ đó nó đã nhấc lên rồi, may là nó không phi. Phi tên đấy chết con voi sẽ là rất phi, mà nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều về lực của game thủ chim sẻ. Như vậy là sẽ gặp Hồng Anh trong trận đấu này. Phải chăng là một tơn dâng thẳng A vào nhà Hồng Anh chứ không phải tơn dâng treo cánh. Những thao tay rất nhanh. Bao nhiêu dân bài này đây? Tôi nghĩ là bài này sẽ lên đánh theo kiểu mà dâng ở đầu cánh mình, công rát và điều thật chuẩn để có thể giết được Hồng Anh. Bởi vì trận này mà sẽ có dâng chéo cánh đi chăng nữa thì sẽ rất dễ bị Hồng Anh công vào nhà sớm. Bởi vì nhà gần nhau mà, tối nhà cũng gần nhau thôi. Nhà Hồng Anh nằm ở cái vị trí góc, góc mấy giờ nhỉ? 1, 2. Hình như là 2 giờ. Hình như là 2 giờ. Tôi đập lô. Như vậy là thấy thêm một con voi. Sẻ đang đi tìm vị trí thiết kế chiếc nhà BS thứ 2 và cũng là tơn dương hà luôn. Con voi này cần phải về. Đây là cái lực để cho sẻ có thể nâng cấp được chặt gỗ. Cái map mà nó ít rừng thế à? Con voi này phải cẩn thận. Đây rồi, như vậy là đã thấy vị trí có rừng S2 chưa? Phải chăng S2 không, như vậy là sẻ dường như đang đi tìm cái đồ ăn. Đây là BA. Đây là BM, một trận lên đời sớm nhưng hiện tại em mới chỉ có một S thôi. Mới chỉ có một S thôi. Xem nó một xem nào. Vâng, như vậy là quýt lên rất sớm. Quýt là người đầu cánh của nó một. Ủa,
quýt lên được phải sớm hơn nô một khá khá đấy. Quýt nếu kích chuẩn thì quýt kích 10 sớm trận này, 10 rất sớm trận này, hình như là 10 tròn theo thông tin báo về đến từ nô một nếu như kích chuẩn. Và tôi hy vọng trận đấu này không phải là trận đấu mà quýt kích chuẩn. Quýt kích, vâng, quýt kích chuẩn thì trận này sẽ là trận qua. Đánh ở nhà dành cho quýt. Xẻ thì sao? Ơ như nhà đội bạn ở gần nhau đúng không? Hình như là gần nhau đấy. Dâng như này mà không thấy thì chắc là chả phải ở gần nhau thì ở đâu? Đúng không? Sẽ là cắt dân lên đi để đi ăn hoa. Vị trí này có màu quả thì là thơm. Năm ma sẽ là ngon. Ở đấy á. Ở như vậy là bắt đầu thấy dân rồi. Không, như vậy là không phải là gần nhau. Nhà của Quýt nằm ở góc 9 giờ. Còn nhà Hồng Anh nằm ở 2 giờ. Ủa. Vâng, như vậy là Quýt lên đời 3 xong thì Hồng Anh vừa, vâng, Hồng Anh thậm chí còn chưa lên đời 2. Quýt thì là lên siêu muộn. Siêu bạn Quýt lên siêu sớm. Như Hồng Anh lại lên siêu muộn. Ui, Hồng Anh lên đời kìa. Như một cái thuộng. Hình như đây là một trận đấu mà quả của Hồng Anh không ăn được thì phải. Hình như là quả không ăn được. Sẻ sẽ phải ăn hit game thủ Hồng Anh. Cung R vàng sẻ lên đời không quá sớm, nhưng mà khi cung R của sẻ sang nhà Hồng Anh thì Hồng Anh có lẽ rằng là chưa có ánh sẻ. Tôi tin là như vậy. Vâng, xin chào bạn Nguyễn Sơn. Bạn đã có hỏi là đây live stream game gì mà nhiều người xem vậy. Mình xin trả lời bạn, game mà bạn đang theo dõi đó là game đê chế. Vâng, tên tiếng Anh là AOE of Empires. Mình đọc có thể là sai, mong em thông cảm. Vâng, tên tên viết tắt người ta gọi là AOE. Hồng Anh vừa có tên đen nhà chủ. Vào đâu đó Hồng Anh đang té dân đi đâu đấy. Té rất nhanh. Không tìm thấy dân ở Hồng Anh đâu. Hồng Anh đang đánh một bài dị. Một bài rất dị đến từ Hồng Anh. Chưa có ánh xe dành Hồng Anh. Đây rồi, như vậy là Hồng Anh vừa có ánh xe. Và dường như vị trí mà Hồng Anh đang đen nhà chủ nằm trên góc 12 giờ. Có phải không nhỉ? Tôi vẫn chưa thấy nhà chủ của Hồng Anh đâu. Dân của Hồng Anh. Sao Hồng Anh đánh cái bài gì mà dân được có 3 con này? Hình như là ra giữa bản đồ nếu như tôi không nhầm. Cánh bên kia chúng ta cùng xem nó một được rằng có thở được với Quýt không. Người lên đời cực sớm trong trận đấu này. Nô một vẫn đang đỡ được Quýt và thậm chí đang vẩy bắt ngược pha giải e đến từ nô một. Không được, như vậy là bắt được một con. Hồng Anh vẫn đang cầm chân rất tốt game thủ Quýt. Hình như Hồng Anh đánh kiểu đen nhà chủ và dưỡng Nga luôn thì phải. Nhà nô một kín nha, bắt hết tơn này nhưng hãy cẩn thận tơn ở nhà bia. Đây rồi. Vâng, nô một báo về để anh bắt được tới 3 tơn của game thủ Quýt. Ờ, đây là một thế trận tươi nhá. Rất tươi đấy. Như vậy là Hồng Anh đen nhà lên góc 12 giờ để có thể phát triển. Một bài đánh quá dị dành cho game thủ Hồng Anh. Từ này sẽ bắt Hồng Anh nhưng có Quýt sang đỡ cho. Có Quýt sang đỡ cho game thủ Hồng Anh. Sẽ đang cố gắng chơi cả hai trong tuần này. Một tuần người ta gọi là 3-sum. Phải không nhỉ? Chắc thế. Sẻ xây A ở đây thì không bờ Hồng Anh có thể khỏe được. Chắc chắn là không bờ Hồng Anh có thể khỏe được. Hồng Anh xây A, vâng, xây nhà BA theo kiểu, tôi cảm giác theo kiểu chống chém à. Đây là kiểu chống chém đến từ Hồng Anh. Nhà của Sẻ thì nó không bị ai chặn. Vâng, thế trận đang cực kỳ dị. Rất hiếm khi chúng ta nhìn thấy một cái thế trận nó như thế này. Vâng, bịp thật. Hồng Anh đánh dị quá đi thôi. Vâng, tôi nhìn báo về nó một ôm chết Quýt luôn. Có ôm được không? Nó cần phải đẩy quân lên thật đều. Quýt đánh kiểu vừa ăn hoang và vừa ra ruộng. Đấu đi. Tên này sao phải ngán. Đấu. Vâng, như vậy nó một chạy. Nhưng ở nhà thì vẫn bị một tên bị móc. Nhà đội bạn cũng xấu thôi nhá. Vâng, Quýt có một tên đi quân khá là dị để có thể móc máy. Nhưng đây sẽ là tên đi quân lỗi của anh. Cung đời AC đứng trên dốc. Và theo những thông tin từ khán giả thì cung R đứng trên dốc được cộng 3,6 đam. Chứ không phải là cộng 2 đam như bình thường.
Chim sẻ thì sao? Chim sẻ đang khiến cho Hồng Anh cảm thấy quá nhức nhối. Hồng Anh xây nhà hôm nay thì làm sao mà khỏe được? Không thể khỏe được đấy thưa Hồng Anh. Và cái quan trọng là nhà của sẻ vẫn chưa bị một con QR lọt vào. Tham cân, Quýt đang rất to. Quýt đang to nhất map. Quýt tham khoảng tầm 60. Nhưng bên này là hai nhà đều. Đây là những con dân ăn quả đến từ Hồng Anh. Hồng Anh cũng để ý. Chắc là Hồng Anh cũng chuẩn bị hết dần rồi. Một tên móc của sẻ dành cho game thủ Quýt. N1 cũng móc. N1 cũng móc, cả hai người móc. N1 móc ở đường trên, còn game thủ chim sẻ móc ở đường dưới. Quýt tờ này sẽ khá thốn nha. Vâng, nhà Quýt thì cũng xấu thôi. Quýt đánh kiểu vừa hoang vừa ra ruộng để có thể gom quân. Quýt ở thời hiện tại thì toàn quân thôi. N1 phải giữ đi nha. N1 ơi, mày nhà đẹp nhất map đấy, giữ đi. Bo lại nhà kìa, sóc quân đều. Pha xây DC để bo nhà. Nhà của anh là nhà đẹp nhất map ấy. Cơ cấu lại ruộng một tên đấy. Ruộng lăng ngoang quá kìa. Vẫn còn một cái ở nhà kìa. Đấy, tí cũng rờ đây, tọc vào rồi bảo nó vào kiểu gì. Tham 49. Nhà Quýt sâu lắm. Chim sẻ và N1 đã biết thấy nhà của Quýt rồi. Chỉ cần đi vòng tầm 1-2 turn thôi là Quýt sẽ không bao có thể đỡ được nhà. Vậy e không? Như vậy là không có turn vậy e. Em đứng trên dốc em bắn là cảm giác thốn lắm rồi. Nhưng đội bạn đi hết quần. Và đồng nghĩa việc là sẻ sẽ lao vào nhà của Quýt. Quýt đang không muốn đánh ở nhà. Quýt đang muốn đánh theo kiểu thế đổi nhà. Đấy kiểu thế mà không ai có nhà ở trong trận đấu này. Và đánh như vậy thì kể cả N1 có chết thì sẻ vẫn cứ khỏe. Bởi vì bên này là hai nhà, còn bên kia chỉ là một. Hồng Anh chỉ có tầm 2 con R đi quản chim sẻ thôi. Và quýt rồi. Tỷ số đơn định đó là 3-1 trong siêu thứ 3 dành cho cặp đôi chim sẻ N1. Và tỷ số C đứng ấn còn 1-2. Và mọi người thấy rằng Quýt có một trận lên đời siêu sớm. Anh lên đời 3 còn sớm hơn game thủ Hồng Anh lên đời 2. Hình như trận này Hồng Anh không gió rừng thì phải đúng không? Hình như Hồng Anh không gió rừng. Vâng, Hồng Anh lên đời quá muộn. Hình như đây là một trận mà Hồng Anh 13 kích. Không biết mọi người có ai xem live stream của cái vụ Hồng Anh không? Và hãy cho tôi biết là Hồng Anh kích đời ở phút thứ bao nhiêu. Quả đầu thì không phải là quả đầu xấu. Hình như là tôi đoán là kích đời xong rồi ấn bỏ kích đời. Ấn bỏ kích đời. Quả không phải là quả xấu. Gỗ đầu gần. Hai voi ở phía trên. Hai voi ở phía trên cũng khá gần đến nhà chính. Chắc là Hồng Anh có một tuần hủy kích đời. Tôi tin là như vậy. Không biết là mọi người có ai xem live stream của Hồng Anh không? Chắc là hủy kích đời. Một trong những tình huống thi đấu khá khó hiểu đến từ Hồng Anh. Uống đi. Hâm à? Uống đi. Đưa 50 đấy. Yes.